Tiếp tục chương trình khảo sát chuẩn bị cho việc dạy và học trực tiếp, đoàn công tác của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có chuyến khảo sát thực tế tại các trường học ở huyện Xuyên Mộc. Huyện Xuyên Mộc hiện có 65 trường học từ bậc mầm non đến tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên. Trong số đó có 13 trường học được trưng dụng làm cơ sở cách ly phòng dịch tập trung. Đến nay mới chỉ có 4 trường đã được khử khuẩn để bàn giao, số còn lại đang thực hiện vệ sinh và khử khuẩn. Đối với các trường học còn lại, công tác vệ sinh, sửa chữa đang được tiến hành khẩn trương. Đón đoàn công tác của Hội đồng Nhân dân tỉnh, các trường học trên địa bàn huyện Xuyên Mộc đã thông tin về tình hình trang thiết bị, nhân sự, tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 của đội ngũ giáo viên, nhân sự tại nhà trường.